Ngọc Hà xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp Chủ nhật ngày 12 tháng 2. Cảm ơn quý vị đã nhấn like và đăng ký kênh, lựa chọn hành trình tương lai để cập nhật tin tức mỗi ngày và theo dõi những phần nhân sinh cảm ngộ. Ngay sau đây là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính, bắn nhân viên bảo vệ, cựu cán bộ cảnh sát giao thông lãnh 7 năm tù. Tai nạn trên sông ở thành phố Hồ Chí Minh, hai tàu container đâm nhau hư hại nặng. Giá xăng dầu sắp giảm, có loại giảm hơn 1.000 đồng trên lít. Nữ sinh bị đánh tới tấp trong lớp học, các bạn đứng xem cổ vũ. Đắk Lắk chấm dứt hoàn toàn du lịch cưỡi voi tại Buôn Đôn. Diễn biến mới về tàu chở hơn 4.500 ô tô bốc cháy ngoài khơi Vũng Tàu. Nhà ga bất ngờ gặp sự cố, tàu Cát Linh Hà Đông phải dừng giữa đường. Cam sành rẻ như cho, có loại chỉ 1.000 đồng trên kg. Nông dân Lý Sơn trắng tay vì tỏi mất mùa. Hàng loạt công ty đối diện án hủy niêm yết. Gói ChatGPT Plus được bán ở Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Lê Hoàng Trung, cựu cán bộ cảnh sát giao thông sinh năm 1988, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2021, sau khi ăn uống trên đường 30 tháng 4, Trung đi cùng chị Hòa, sinh năm 1987, trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, ra vị trí để ô tô phía trước tòa nhà PVcombank. Lúc này anh Tính, sinh năm 1986, trú quận Sơn Trà, và anh Hiếu, sinh năm 1988, trú quận Thanh Khê cùng thành phố Đà Nẵng, cùng là nhân viên bảo vệ của tòa nhà PVcombank, ra nhắc nhở Trung về việc đậu xe chắn lối vào tầng hầm tòa nhà. Lúc này giữa Trung và anh Tính xảy ra tranh cãi, Trung đi đến ô tô của mình mở cửa lấy súng, rồi tiến về phía anh Tính và anh Hiếu. Trung bắn một phát trúng vào vùng bụng bên trái của anh Tính và bắn vào trán của anh Hiếu gây thương tích. Anh Tính, anh Hiếu và nhiều người khác lao vào giằng co với Trung để lấy khẩu súng thì được người quen của Trung đến can ngăn. Vì biết Trung là cán bộ cảnh sát giao thông và sợ hai nạn nhân giật được khẩu súng, người này đã tạm giữ khẩu súng sau đó về nhà ngủ. Sáng hôm sau, Trung lấy lại khẩu súng mang đến công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng để giao nộp và khai báo hành vi. Hậu quả, anh Lê Trương Ngọc Hiếu thương tích 16%, anh Huỳnh Văn Tính thương tích 2%. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên Lê Hoàng Trung mức án 7 năm tù về tội giết người. Rạng sáng 11 tháng 2, trên tuyến sông Lòng Tàu, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra tai nạn hai tàu container đâm nhau, khiến hai tàu hư hại nặng. Cụ thể vào khoảng 5 giờ ngày 11 tháng 2, tàu container 12288 di chuyển theo hướng từ hạ nguồn về hướng cảng Sài Gòn thì xảy ra đâm va với tàu container Resurgent di chuyển theo hướng ngược lại để về biển Vũng Tàu. Vụ tai nạn khiến tàu Resurgent bị bóp mũi, tàu 12288 bị rách một vết bên mạn trái, một số thùng container bị xé toạc. May mắn không có thiệt hại về người, tai nạn không làm tràn dầu ô nhiễm môi trường. Sau tai nạn, các lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân. Hiện tàu 12288 neo đậu tại hiện trường, còn tàu Resurgent đã được lai dắt về cảng Sài Gòn. Phía cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông hàng hải này. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 8 tháng 2 giảm nhẹ so với kỳ trước. Bình quân mỗi thùng xăng RON 92, loại dùng để pha chế xăng E5 RON 92, có giá là 96,8 USD, xăng RON 95 là 100 USD trên thùng. Giá các loại dầu cũng cùng xu hướng đi xuống. Trao đổi với dân trí, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh ngày 13 tháng 2 có thể giảm nhẹ theo xu hướng giá thế giới. Cụ thể, xăng E5 RON 92 có thể giảm 310 đồng trên lít, xăng RON 95 có thể giảm 400 đồng trên lít. Trong khi đó, giá dầu hỏa được dự báo giảm 840 đồng trên lít, dầu diesel giảm 1.300 đồng trên lít, dầu ma rút giảm 390 đồng trên kg. Nếu cơ quan điều hành không trích lập đồng thời chi quỹ bình ổn, giá xăng có thể giảm nhẹ hơn. Trường hợp dự báo trên chính xác, giá xăng sẽ có lần giảm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tại kỳ điều chỉnh gần nhất ngày 30 tháng 1, giá xăng E5 RON 92 tăng 970 đồng lên 22.320 đồng trên lít, xăng RON 95 tăng 990 đồng lên 23.140 đồng trên lít. Ngày 11 tháng 2, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh tới tấp ngay trong lớp học. Sự việc xảy ra tại lớp học Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Clip cho thấy một nữ sinh bị nhiều bạn nữ lao vào túm tóc, tát tới tấp vào đầu, mặt. Khi nữ sinh ngã ra nền lớp học, nhóm bạn vẫn không chịu dừng lại. Đặc biệt hơn, nhiều bạn học sinh khác đứng chứng kiến, không can ngăn mà còn dùng điện thoại quay lại. Một số em còn cổ vũ. Phát hiện sự việc, nhà trường đã triệu tập các em liên quan lên làm việc, viết bản tường trình và yêu cầu kiểm điểm. Ông Hoàng Đình Chín, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên, huyện Nghi Xuân xác nhận sự việc xảy ra vào sáng 10 tháng 2. Nhóm học sinh liên quan đều là học sinh lớp 10 tại cơ sở này. Ông Chín cho biết mâu thuẫn xảy ra vào giờ ra chơi sau tiết học thứ 3.
Từ lời nói chửi nhau qua lại, nhóm 4 em nữ hay chơi với nhau xông vào đánh em nữ sinh kia. Hệ sức khỏe nữ sinh bị đánh đã ổn định. Trong vụ việc này, chúng tôi cũng rất buồn vì nhiều em học sinh trong lớp vô cảm. Cũng theo ông Chín, đầu tuần sau, nhà trường sẽ tổ chức họp hội đồng xử lý kỷ luật các học sinh liên quan. Theo thông báo của chi nhánh du lịch và khách sạn Biển Điện, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, từ hôm 10 tháng 2, đơn vị chính thức ngừng hoạt động trải nghiệm cưỡi voi tại khu du lịch cầu treo Buôn Đôn ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Thay vào đó, đơn vị sẽ sử dụng bộ sản phẩm du lịch mới, đậm nét văn hóa địa phương gắn với các hoạt động du lịch thân thiện với voi như cho voi dạo chơi, vui đùa cùng du khách. Động thái này nhằm thực hiện lộ trình dừng du lịch cưỡi voi trong hoạt động kinh doanh du lịch để bảo tồn đàn voi nhà của tỉnh Đắk Lắk, chuyển dần sang mô hình du lịch voi thân thiện. Cũng liên quan đến lộ trình này, tại chương trình Hội Voi Buôn Đôn, một trong các hoạt động chính của lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 diễn ra vào tháng 3 tới tại Đắk Lắk, sẽ không có các hoạt động như thi voi chạy, thi voi bơi, thi voi đá bóng, không thi voi kéo co với người. Thay vào đó, một số nội dung được diễn ra như cúng sức khỏe cho voi dự tiệc buffet, thi trang điểm thi voi chào khán giả, cho voi tương tác và chụp hình với khán giả và du khách. Trước đó vào dịp Tết Nguyên đán 2023, nhiều người tố cáo đàn voi ở trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn bị vắt kiệt sức phục vụ du khách. Đàn voi có 5 con, 2 con do trung tâm quản lý, 3 con của người dân hợp tác, bị cho là chở quá nhiều du khách trong một ngày. Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, các lực lượng cứu hộ vừa hoàn tất công tác kiểm tra hầm hàng Ashin bị cháy, đồng thời nhà chức trách làm các thủ tục để tàu tiếp tục đi Singapore. Trước đó vào hôm 4 tháng 2, tàu Ashin theo cờ Panama cùng 21 thủy thủ trên hải trình từ Hàn Quốc sang Singapore đã bốc cháy ở vùng biển Bình Thuận. Các khu vực có cháy xảy ra 6 hôm trước đó, gồm các tầng 6, 7, 8, 9 và 10. Qua kiểm tra, trinh sát tình hình không còn phát hiện dấu hiệu của sự cháy. Khu vực các tầng 5, 11 và 12 không xảy ra cháy, chỉ chịu tác động của sản phẩm cháy là muội than, ám khói và ô tô. Hiện số ô tô bị thiệt hại trong vụ cháy chưa được chủ tàu thống kê, công bố. Đến trưa ngày 11 tháng 2, việc kiểm tra các khoang hàng hoàn tất. Theo đánh giá của lực lượng cứu hộ, đám cháy bùng lên mạnh nhất ở khu vực giữa khoang phía sau tầng 8. Tại thời điểm kiểm tra không còn ghi nhận cháy, song để đảm bảo an toàn, phòng ngừa cháy trở lại. Nhà chức trách Việt Nam đề nghị thuyền trưởng không thiếu thiết bị bảo hộ chống độc vào hầm hàng, không mở các khoang ở khu vực cháy. Báo Thanh Niên đưa tin, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 11 tháng 2, một đoàn tàu của tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông bất ngờ dừng lại trong quá trình di chuyển. Đoàn tàu bị dừng lại ở địa phận quận Thanh Xuân, Hà Nội trong quá trình di chuyển hướng vào nội thành. Nhân viên kỹ thuật phải phát đi thông báo đến hành khách, lộ trình di chuyển chậm hơn vài phút so với kế hoạch đề ra. Lên tiếng về việc này, Tổng Giám đốc Metro Hà Nội Vũ Hồng Trường cho biết do ga Cát Linh gặp sự cố nên tàu bị dừng lại. Sau sự cố, Metro Hà Nội đã huy động xe buýt để đưa hành khách có nhu cầu đi từ ga Thượng Đình tới ga Cát Linh. Theo ông Trường, đến 10 giờ 40 phút, sự cố ở ga Cát Linh đã được khắc phục. Sau đó, các đoàn tàu của tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông hoạt động bình thường trở lại. Trước đó vào ngày 23 tháng 5 2022, trong lúc vận hành, một đoàn tàu Cát Linh Hà Đông cũng bất ngờ dừng lại giữa đường. Thời điểm đó, lực lượng chức năng cho biết khi gặp trời mưa, đường dây trơn sẽ khiến hệ thống tự động dừng đỗ không đúng ga nên sẽ phải chuyển sang chế độ lái thủ công. Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông được khởi công từ tháng 10 2011. Sau nhiều năm đội vốn, lùi kế hoạch đến cuối năm 2021, tuyến đường sắt này chính thức được đưa vào vận hành thương mại. Thưa quý vị, nếu trước đây giá cam sành 20.000 đồng trên kg đã được xem là rẻ thì nay chỉ còn 5 đến 8.000 đồng trên kg, cá biệt có loại chỉ 1.000 đồng trên 1 kg. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cam sành được bán khá nhiều với giá phổ biến từ 8 đến 10.000 đồng trên kg, nhiều nơi bán giá sổ rẻ chỉ từ 5 đến 6.000 đồng trên kg. Dù giá rẻ nhưng cam mùa này khá chất lượng, nhiều nước, màu bắt mắt và ngọt nên bán khá chạy. Trong khi trước đây cam sành ở chợ được bán với giá 15 đến 20.000 đồng trên kg, nên khi giá giảm xuống 10.000 đồng trên kg đã được xem là rẻ. Nhưng năm nay, giá cam không chỉ thủng đáy mà còn kéo dài khiến cho nhà vườn thua lỗ. Tại các nhà vườn ở Vĩnh Long, hiện cam già còn xanh, loại tốt nhất có giá từ 4.000 đến 6.000 đồng trên kg, giảm từ 2.000 đến 3.000 đồng trên kg so với tháng trước. Còn với loại cam đã chín thì thương lái không mua, hoặc mua thì cũng chỉ dao động từ 1.000 đến 2.000 đồng trên kg. Nhiều hộ dân cũng cho biết họ không biết lý do vì sao năm nay cam lại rớt giá mạnh như vậy. Cây cam vốn là cây có giá trị kinh tế cao, là cây chủ lực trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương ở Vĩnh Long. Thực tế nhiều năm qua, nhiều nông dân trở thành triệu phú từ cây cam. Tuy nhiên, việc thiếu chủ động trong quy hoạch vùng trồng và kết nối thị trường khiến trái cam luôn bị động. Cam được mùa mất giá là không mới, nhưng với giá rất thảm như hiện nay, khiến người trồng không khỏi thấp thỏm lo âu. Báo VN Express đưa tin, thời gian gần đây, trên đảo Lý Sơn mưa gió kéo dài, khiến sản lượng tỏi Lý Sơn mất mùa nghiêm trọng, sụt giảm 90% sản lượng so với năm ngoái. Hơn 30 năm trồng tỏi, bà Ngô Thị Kiểm chưa bao giờ chứng kiến cảnh mùa màng thất bát như năm nay.
đầu tư 45 triệu đồng trồng 3 sào tỏi và tốn 4 tháng dày công chăm sóc, nhưng kết quả tỏi bị thối củ. Số còn lại củ bị nhỏ hoặc bung ra từng tép, không đạt chất lượng. Giá tỏi trước đây trung bình 70.000 đồng trên 1kg, nay chỉ còn 15.000 đồng nhưng đem ra chợ không ai mua vì chê tỏi xấu. Nhưng điều làm người nông dân lo lắng nhất là giống cho vụ tỏi sắp tới. Thông thường, những củ tỏi đạt chất lượng, sau thu hoạch người dân sẽ bán một phần, số còn lại để giống để gần vụ mới bóc ra từng tép để trồng. Sau hai mùa tỏi liên tiếp mất mùa, chất lượng tỏi thấp khiến nguồn giống cạn kiệt. Đảo Lý Sơn cách đất liền Quảng Ngãi 30 km, 30 phút đi tàu cao tốc là đảo tiền tiêu gắn với di sản thiên nhiên và văn hóa độc đáo. Đây là địa chỉ nổi tiếng với du khách, song hai năm qua ngành du lịch gặp khó vì Covid-19 và mưa gió biển động. Tỏi Lý Sơn được trồng trên diện tích 320 hectare, chủ yếu là nham thạch núi lửa phong hóa và cát trắng, nên rất ngon, trở thành thương hiệu nổi tiếng. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE mới đây đã gửi văn bản tới Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, lưu ý về khả năng hủy niêm yết cổ phiếu do kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tiếp. Tương tự, HOSE cũng cảnh báo Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An, Hội An Tourist HOT về khả năng bị hủy niêm yết do liên tục thua lỗ 3 năm gần đây. Rơi vào tình trạng tương tự là Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG, mã MCG, cũng bị HOSE lưu ý thuộc diện có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu kết quả kinh doanh là số âm tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022. Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, UDC, cũng có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc do năm 2022 kinh doanh thua lỗ hơn 39,5 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng đang đối diện với án hủy niêm yết bắt buộc bởi đã thua lỗ 3 năm liên tiếp. Đó là Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ, KVC, Công ty Cổ phần Hoàng Hà, HHG và Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama, L35. Ngày 11 tháng 2, ứng dụng ChatGPT thông báo chính thức hỗ trợ gói Plus cho người dùng tại Việt Nam. Cụ thể, khi khách hàng trong nước mở ứng dụng chatbot AI này và không sử dụng VPN, trang web hiện lên với bảng thông báo với nội dung ChatGPT Plus hiện đã khả dụng tại Việt Nam, đi kèm với đó là các lợi ích khi người dùng đăng ký dịch vụ như được ưu tiên quyền sử dụng khi hệ thống nhận lượng truy cập lớn, thời gian phản hồi các câu hỏi nhanh hơn, trải nghiệm các tính năng mới. Đây là động thái gây bất ngờ của OpenAI, công ty phát triển ChatGPT, khi trước đó Việt Nam vẫn nằm trong khu vực giới hạn, không được công cụ này hỗ trợ. Người dùng có thể thanh toán ChatGPT Plus bằng các loại thẻ ghi nợ quốc tế với địa chỉ, số điện thoại tại Việt Nam. Giá dịch vụ mở rộng của chatbot AI này là 20 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, việc hỗ trợ thanh toán ChatGPT Plus và các dịch vụ OpenAI khả dụng cho người dùng trong nước lại tách biệt. Cổng thanh toán mua dịch vụ trả phí đã được mở, nhưng người dùng tại Việt Nam vẫn chưa thể chính thức sử dụng ChatGPT hay DALL-E. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Người chết trong... Sau đây là nội dung chi tiết. Hãng Reuters đưa tin, số người chết trong trận động đất ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 24.000 người. Khi các đội cứu hộ vẫn chạy đua cứu người sống sót, các quan chức và nhân viên y tế cho biết, tại Thổ Nhĩ Kỳ, 20.665 người đã thiệt mạng sau động đất, trong khi con số này ở Syria là 3.553 người. Hiện nhiệt độ vẫn dưới mức đóng băng trên khắp khu vực xảy ra thảm họa và nhiều người không có nơi trú ẩn. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã phân phát hàng triệu bữa ăn nóng, cũng như lều và chăn, nhưng vẫn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận những người gặp nạn. Trước đó, đại diện cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR, ông Sivanka, cho biết hơn 5 triệu người ở Syria có thể đã mất nhà cửa sau trận động đất. Đối với Syria, đây là khủng hoảng trong khủng hoảng. Được biết, trận động đất trên được xếp hạng là thảm họa thiên nhiên chết chóc thứ 7 ở thế kỷ này, trước thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản năm 2011 và gần bằng trận động đất khiến 31.000 người thiệt mạng ở Iran hồi năm 2003. Theo quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc, khoảng 24,4 triệu người ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị ảnh hưởng trong thảm họa trên. Truyền thông quốc tế đưa tin, mới đây một người dùng Twitter đã đăng hai bức ảnh chụp màn hình ChatGPT, trong đó khi được hỏi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có là kẻ độc tài không? Bằng chữ tiếng Trung phồn thể và giản thể, ChatGPT đã đưa ra hai câu trả lời khác nhau. Cụ thể, khi trả lời bằng chữ giản thể vốn được chính quyền Trung Quốc dùng để thay thế chữ phồn thể của Trung Quốc, ChatGPT viết, không, Tập Cận Bình không phải là một nhà độc tài. Ông là Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc. Trung Quốc là một quốc gia có hệ thống đa đảng và tuân theo hiến pháp và pháp luật. Trong khi đó, với cùng câu hỏi, ở ảnh chụp màn hình hiển thị chữ phồn thể, vốn vẫn được Đài Loan, Hồng Kông gìn giữ và sử dụng, câu trả lời ChatGPT là Tập Cận Bình là kẻ độc tài. Cụ thể, chatbot này đáp,
Có, Tập Cận Bình là người cai trị Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và có quyền đưa ra quyết định với tư cách là người đứng đầu. Nhiều nhà quan sát tin rằng ở Trung Quốc, hệ thống chính trị có một mức độ độc tài nhất định. Được biết, bài đăng trên sau đó đã thu hút sự chú ý của người dùng Twitter Trung Quốc. Bình luận được thích nhất có nội dung, trí tuệ nhân tạo cũng mang tinh thần của Đảng. Một người dùng khác nhận xét, có phải ChatGPT quá thông minh để trở thành một kẻ ngốc không? Mới đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói, chúng tôi đã ghi nhận các báo cáo, hai đường ống Nord Stream là cơ sở hạ tầng xuyên quốc gia trọng yếu và việc phá hủy đường ống này gây ra tác động nghiêm trọng về kinh tế và môi trường. Người phát ngôn Mao Ninh lưu ý, nếu Hearst đang nói sự thật thì những gì ông ấy tiết lộ rõ ràng là không thể chấp nhận được và phải được trả lời. Được biết, Hearst là nhà báo điều tra Mỹ từng đoạt giải Pulitzer danh tiếng. Mới đây, ông đã đăng tải một báo cáo có tiêu đề Mỹ đã loại bỏ đường ống Nord Stream như thế nào vào ngày 8 tháng 2. Trong bài báo này, nhà báo Hearst cáo buộc Washington gây ra vụ nổ đường ống Nord Stream. Trong báo cáo, nguồn tin của ông Hearst khẳng định quả bom đã được Mỹ cài trong cuộc tập trận Bosop 22 của NATO. Sau đó, chất nổ được kích nổ thông qua việc Na Uy thả một phao sonar từ máy bay quân sự. Về phần mình, khi được hỏi về báo cáo của nhà báo Hearst, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price gọi đây là báo cáo hoàn toàn vô nghĩa. Theo báo cáo của chính phủ Mỹ, các nhà đầu tư Trung Quốc đang nắm giữ khoảng 156.000 hecta đất ở xứ sở cờ hoa, gấp đôi diện tích thành phố New York. Cụ thể, người Trung Quốc mua đất ở Mỹ gần đây nhất là Fufeng Group, một nhà sản xuất thực phẩm, đã mua 121 hectare đất ở Bắc Dakota với kế hoạch xây dựng một nhà máy lên men sinh học và xay ngũ ướt vào năm 2022. Trước Fufeng Group, các nhà đầu tư Trung Quốc đã sở hữu khoảng 0,9% đất nông nghiệp thuộc sở hữu nước ngoài ở Mỹ. Được biết, báo cáo trên được đưa ra 2 tuần sau khi ông Andrew Hunter, một thư ký trợ lý của Bộ trưởng Không quân Mỹ, gửi một lá thư cho hai nghị sĩ John Hoeven và Kevin Cramer của bang North Dakota nêu ý kiến không đồng ý dự án Fufeng. Ông Hunter lưu ý, vùng đất Fufeng mua nằm gần căn cứ không quân Grand Forks, nơi sử dụng công nghệ máy bay không người lái nhạy cảm. Ông Hunter viết trong bức thư rằng, dự án được đề xuất là một mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia Mỹ trong rủi ro ngắn hạn và cả dài hạn. Chúng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của chúng tôi trong khu vực. Tờ Newsweek đưa tin, các quan chức quân sự Ukraine mới đây cho biết quân đội Nga đang tiến hành thiêu xác của binh lính để che giấu quy mô tổn thất, mục đích làm lu mờ những ước tính về thương vong của Nga trong cuộc chiến hiện nay ở Ukraine. Tuyên bố được đăng trên trang Facebook của quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã thiết lập một lò hỏa táng di động bên ngoài Tomak, một thành phố nhỏ với khoảng 32.000 dân nằm trên sông Molona ở đông nam Ukraine. Thành phố này nằm dưới sự chiếm đóng của Nga kể từ tháng 3 năm ngoái và là mục tiêu của các cuộc tấn công không ngừng từ phía Ukraine, trong đó một cuộc tấn công vào tháng 1 dẫn đến khoảng 80 binh sĩ Nga thương vong. Các quan chức quân đội Ukraine cho biết đã nhìn thấy một lò hỏa táng di động được thiết lập trong thành phố. Tuy nhiên, với những thi thể bị hỏa táng, con số thực sự do phía Nga tính toán và vẫn là một bí mật được bảo vệ chặt chẽ kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Các ước tính của Ukraine cũng thường cao hơn tổng số thương vong nói chung. Trước đó, trong một bản cập nhật hôm thứ Năm, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố tổng số người Nga thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến đã lên đến 135.010 người. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Truyền thông quốc tế đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky vừa tham dự cuộc họp trực tuyến với các bộ trưởng thể thao của hơn 30 nước để thảo luận về lệnh cấm các vận động viên Nga và Belarus tham dự Thế vận hội 2024. Hiện 35 nước bao gồm Mỹ, Đức và Úc sẽ yêu cầu cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia Thế vận hội trên. Bước đi này nhằm gia tăng áp lực lên Ủy ban Olympic Quốc tế IOC, vốn đang cố hết sức để tránh cho sự kiện thể thao bị chia rẽ vì cuộc xung đột đẫm máu đang diễn ra ở Ukraine. Theo Tổng thống Ukraine, 228 vận động viên và huấn luyện viên Ukraine đã thiệt mạng do cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Ông Zelensky nói, nếu có một môn thể thao Olympic với những vụ giết người và tấn công phi đạn, đội tuyển quốc gia nào sẽ giành quán quân? Bộ trưởng Thể thao Anh Lucy Fraser sau đó cũng viết trên Twitter, tôi đã nói rất rõ quan điểm của Vương quốc Anh, chừng nào Putin còn tiếp tục cuộc chiến tranh man rợ của mình, Nga và Belarus không được phép tham dự Thế vận hội. Được biết, trước đó Ukraine đã đe dọa tẩy chay Thế vận hội nếu các vận động viên Nga và Belarus thi đấu. Võ sĩ người Ukraine Oleksandr Usyk nói, người Nga sẽ giành được huy chương của máu, chết chóc và nước mắt nếu được phép tham gia. Đài AFA đưa tin, chính quyền quân sự Myanmar mới đây đã sử dụng khoảng 40 dân thường làm lá chắn sống trong trận chiến tại một thị trấn ở thành phố Mandalay của Myanmar. Cụ thể, người dân địa phương đã bị bắt trong một trận chiến vào ngày 9 tháng 2 giữa lực lượng chính quyền và lực lượng dân quân ủng hộ dân chủ ở thị trấn Maraya. Theo một thành viên lực lượng dân quân, trong trận chiến trên,
Hiện trường có 30 quân lính của chính phủ. Sau khi quân chính quyền bị tấn công nặng nề, nhiều quân tiếp viện đã đến. Đoàn quân đến tiếp viện cho chính quyền có khoảng 40 dân thường đi cùng, được phân thành các nhóm khoảng 3 hoặc 4 người, xen kẽ với binh lính. Thành viên lực lượng dân quân nói, chúng tôi dự tính chống cự bằng súng và pháo, nhưng đành phải rút lui vì họ có dân thường đi cùng. Một dân quân khác cho biết, quân chính quyền vẫn chưa rời thị trấn và đang cắm trại tại các ngôi làng cách đó khoảng 3,2 km. Người dân địa phương cho hay, một nửa những người bị bắt đã được trả tự do, đa số là người già, nhưng những người còn lại vẫn đang bị giam giữ. Được biết, trận pháo kích ngày 9 tháng 2 đã làm bị thương một người phụ nữ 50 tuổi và phá hủy 3 tòa nhà ở làng Sincon. Truyền thông quốc tế đưa tin, Mỹ vừa điều tiêm kích bắn hạ một vật thể lạ bay trên bầu trời bang Alaska, song chưa rõ đây là vật thể gì. Cụ thể, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, vật thể lạ bị quân đội nước này bắn hạ ở độ cao hơn 12 km trên bầu trời bang Alaska, sau khi Lầu Năm Góc xác định nó gây ra mối đe dọa với an toàn của dân thường. Được biết, vật thể trên có kích thước bằng một ô tô cỡ nhỏ, bé hơn nhiều so với khí cầu của Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ hôm 4 tháng 2. Ông Kirby nói, Washington không tìm cách liên hệ với Bắc Kinh về trường hợp này, như sau khi phát hiện khí cầu Trung Quốc trong không phận. Các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cho biết vẫn chưa có thông tin xác định vật thể bay bị bắn là gì, cũng như nguồn gốc của nó. Mỹ đã lên kế hoạch thu hồi mảnh vỡ của vật thể bay ở khu vực đông bắc bang Alaska. Trước đó, căng thẳng Bắc Kinh-Washington đã tăng nhiệt sau khi vụ khí cầu Trung Quốc đi vào không phận Mỹ ngày 28 tháng 1. Hạ viện Mỹ sau đó đã thông qua nghị quyết lên án việc Trung Quốc sử dụng khí cầu do thám tầm cao trên lãnh thổ Mỹ là hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền nước này. Tổ chức Thú y Thế giới WOAH mới đây cho biết, Tây Ban Nha vừa phát hiện một người mắc bệnh não xốp ở bò BSE, còn gọi là bệnh bò điên ở vùng Galicia, Tây Bắc nước này. Nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết, ca bệnh được phát hiện sau khi một con bò 22 năm tuổi chết với các triệu chứng bệnh không liên quan đến BSE. Trước đó, con bò này đã được cách ly phòng dịch và vì vậy không gây nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng. Tuần trước tại Hà Lan cũng phát hiện một trường hợp mắc bệnh bò điên. Căn bệnh này thường ghi nhận ở những con bò nuôi lâu năm. Bệnh bò điên có thể lây sang người, là bệnh hiếm gặp với tỷ lệ 1 trên 1 triệu người trên năm, nhưng được cho là căn bệnh vô phương cứu chữa. Bệnh tiến triển rất nhanh ở người và gây tử vong trong vòng 1 năm. Các triệu chứng ban đầu của bệnh gồm xuất hiện các lỗ nhỏ trong não bộ, đột ngột suy giảm trí nhớ hoặc thị lực, thay đổi hành vi và suy giảm khả năng phối hợp. Được biết, bệnh bò điên lây lan nhanh tại Anh và một số nước châu Âu hồi thập niên 90 của thế kỷ trước. Tình hình khi đó nghiêm trọng đến mức năm 1996, Liên minh châu Âu đã ban hành lệnh cấm buôn bán và tiêu thụ thịt bò, và phải đến 3 năm sau lệnh cấm này mới được gỡ bỏ. Những ảnh trên đã kết thúc phần bản tin tổng hợp và tiếp theo đây mời quý vị cùng theo dõi phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, đây là thời đại mà người ta cam tâm tự lừa dối chính mình. Lừa dối vốn đã không tốt, nhưng nếu tự lừa dối chính mình thì còn tệ hơn. Người đó đang sống trong thế giới giả tưởng của chính mình. Tự lừa dối chính mình là như thế nào? Trước tiên, chúng ta thử nói về việc uống cà phê. Một thời gian trước đây, báo chí có phản ánh về tình trạng cà phê bẩn, cà phê hóa chất trộn pin, cà phê mà lại không có caffeine. Khách hàng uống cà phê nhưng thành phần chủ yếu lại là bắp, đậu nành và hương liệu. Một điều tai hại là sau khi đã uống quen với thứ cà phê hương liệu, đặc, đắng, sánh bọt này, người ta lại không thể uống được cà phê nguyên chất nữa. Có người được cho uống cà phê nguyên chất lại chê là loãng và không thơm, nhưng cà phê nguyên chất lại không loãng như họ nghĩ. Người đã quen với cà phê kém chất lượng thì khi uống cà phê nguyên chất sẽ bị say, buồn nôn, mệt mỏi. Nguyên nhân là vì cà phê nguyên chất chứa nhiều caffeine nên không thể uống quá nhiều. Cuối cùng thì những người đã quen với cà phê trộn đủ thứ ngũ cốc lại quyết định quay lưng với cà phê thứ thiệt. Chúng ta thử nghĩ xem, đó có phải là cam tâm tự lừa dối chính mình hay không? Có người từ lúc bắt đầu uống cà phê là đã uống phải cà phê kém chất lượng, nên vô hình chung đã coi cà phê chính là như vậy. Người chưa từng biết thật là như thế nào thì làm sao biết được thế nào là giả? Người chưa từng biết tốt là như thế nào thì làm sao biết thế nào là xấu? Thời nay thật giả chính là lẫn lộn như thế. Không chỉ cà phê, còn có một thứ rất phổ biến với người Việt cũng đang chịu chung số phận, đó chính là nước mắm. Nước mắm truyền thống tuy hương vị rất đặc trưng nhưng thường mặn và phải pha chế thêm khi ăn. Nhận thấy được điều này, các nhà sản xuất đã cho ra nước mắm công nghiệp bằng cách pha loãng nước mắm truyền thống rồi thêm chất điều vị, tạo màu, chất bảo quản, tạo độ sánh. Nói chung là rất vừa miệng ăn, đổ ra là có thể ăn ngay không cần pha chế. Nhưng cũng như cà phê, người đã quen với hương vị đặc trưng của nước mắm truyền thống thì sẽ thấy nước mắm công nghiệp rất nhạt nhẽo. Còn người đã quen với nước mắm công nghiệp thì lại cho rằng nước mắm truyền thống quá mặn, khó ăn. Thị trường của nước mắm truyền thống cứ nhỏ hẹp dần và rồi tương lai không biết sẽ đi về đâu. Nhiều người cho rằng
Nếu gọi đúng bản chất thì nước mắm công nghiệp là một loại nước chấm được đặt tên là nước mắm. Vậy nên người ăn thứ nước chấm này mà lại cứ nói rằng đang ăn nước mắm thì có phải là đang tự lừa dối chính mình hay không? Thực trạng xã hội ngày nay chính là như vậy. Người ta đang không ngừng tự lừa dối chính mình. Nhiều thứ không còn giữ đúng bản chất của nó, mà nguyên nhân cũng là bởi chúng ta không muốn thay đổi. Chúng ta chỉ muốn ru mình ngủ quên trong những thứ tầm thường giả dối. Có người làm ăn bất chính, tham ô đủ đường để làm giàu cho bản thân, sau đó lại đi làm từ thiện, cúng dường cho chùa, hy vọng làm như vậy có thể giảm bớt tội lỗi. Làm như thế có khác nào dùng tiền để mua chuộc thần thánh? Đây chẳng phải là họ đang tự lừa mình hay sao? Người xưa nói, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm. Vậy mà có người đi đường cứ tiện tay đâu là vứt rác ở đó, mặc dù thùng rác cách họ không xa, họ tự an ủi bản thân rằng, xả có tí rác thì ảnh hưởng gì đâu. Nhưng như mọi người có thể thấy, vào những đợt mưa lũ, nước dâng lên cao và rác cũng theo đó mà nổi khắp mặt đường, trôi cả vào nhà dân. Quả đúng với câu nói, từng việc chúng ta làm đều sẽ quay trở lại với chính chúng ta. Hoặc như có người dũng cảm nói lên những sai phạm ở đơn vị công tác, nêu lên những vấn đề nhức nhối trong xã hội, cất lên tiếng nói lương tri, thì lập tức lại có người nói rằng họ lo chuyện bao đồng, làm những chuyện vô ích. Tuy nhiên, khi chính bản thân họ trở thành nạn nhân của bất công xã hội, thì họ lại chạy đi khắp nơi để nhờ giúp đỡ, thậm chí tìm đến cả những người mà trước đây họ cho là vác tù và hàng tổng. Bạn thấy đó, nếu bạn bàng quang với xã hội, phóng túng với bản thân mình, thì rồi chính bạn sẽ phải chịu hậu quả. Muốn xã hội thay đổi thì trước hết chính bản thân chúng ta cũng phải thay đổi. Muốn bản thân thay đổi thì phải thường xuyên tự cảnh tỉnh và cải biến chính mình. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, đường dù ngắn không đi không đến, việc tuy nhỏ không làm không thành. Quý vị có cảm nhận gì với những chia sẻ hôm nay của Hành Trình Tương Lai? Hãy để lại bình luận bên dưới quý vị nhé! Thưa quý vị, bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe thể chất như ăn uống điều độ, nghỉ ngơi, luyện tập thể dục thì ngồi thiền hay luyện tập khí công là một liệu pháp thật tốt đã được hàng triệu người trên thế giới thực hành mỗi ngày. Ngọc Hà đã trải qua một môn tu luyện khí công Phật Xa theo chân, thiện, nhẫn và đã có được sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan, có được nguồn năng lượng tuyệt vời cho công việc và cuộc sống của mình. Quý vị hãy dành thời gian tìm hiểu xem sao nhé. Nếu quý chúng tôi đừng quên share video và tham gia page và group của Hành Trình Tương Lai trên Facebook. Đường link chúng tôi có để phần mô tả bên dưới mỗi video. Cảm ơn quý vị luôn theo dõi, đồng hành và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.